Và mình sẽ nhìn tới một tí nữa là 122B rồi. 122C là nhà mì Liên Thái. À, mình nhìn qua đối diện nè. À, cái nhà bánh mì Liên Thái cũng rất là xưa rồi, rất là lâu rồi. Mình xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Tiếp nối hành trình hôm nay như một ngày chủ nhật rảnh rỗi, mời bà con mình chúng ta cùng đi dạo một vòng, lang thang một vòng ở khu vực quận 1 này nha. Và cụ thể chúng ta đang đứng ở đây là vị trí giao lộ giữa Hồ Hảo Hớn và Trần Hưng Đạo, cũng là Quỳnh Quang Tiên ngày xưa đó. Và theo thẳng hướng này là Trần Hưng Đạo và chúng ta sẽ đi về chợ Nancy, Nguyễn Văn Cừ ngày nay, cũng là Cộng Hòa ngày xưa. Và bên đây chúng ta thấy đó là cái bên đường Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh. Và thẳng hướng Trần Hưng Đạo này chúng ta sẽ đi về chợ Bến Thành, một hình ảnh rất là quen thuộc. Thông qua những cái video trước thì em cũng có nhận lại rất là nhiều comment của cô chú anh chị, và có nhiều cô chú anh chị mới, và cô chú anh chị muốn xem là những hình ảnh của cái cung đường Cao Bá Nhẹ và nhà số 122C, Phát Diệm, cũng là trường Trần Đình Xu ngày nay. Và nhân đó thì hôm nay nha, ngày rảnh rỗi mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng dạo bước ha. Và Sài Gòn mới mưa xong, với những cái vũng nước mưa nè, và chúng ta sẽ đợi đèn đỏ, đèn xanh mình qua đường. Và trước mặt chúng ta đó là cái chung cư 178 Trần Hưng Đạo. Và nơi đó ở dưới chung cư có một cái quán bún riêu. Mà quán bún riêu này gốc là gia đình của bà Tám Bún Riêu ở Nguyễn Cảnh Chân, Cầu Kho đó. Và Sài Gòn bây giờ là hơn 1 giờ. Với mùa mưa xong trời rất là mát mẻ. Và chúng ta sẽ đi dạo một vòng đây nha. Rồi đèn xanh rồi, mình qua đường thôi. Nhân đây thì em cũng xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và luôn quan tâm, luôn theo dõi, đóng góp ý kiến và chia sẻ những điều hay thông qua những video mà em đã thực hiện. Và nhờ những cái comment đó đã xây dựng cho em một cái nội dung mới. Mỗi comment sẽ tạo ra một cái nội dung, và nhờ đó thì em có nội dung mỗi ngày để bà con mình cùng xem ha. Mỗi ngày em quay hai video, 7 giờ tối và 7 giờ sáng Việt Nam, có thể trễ hơn và có thể nằm trong cái khung giờ đó thôi, 7-8 giờ đó. Có thể là do tốc độ mạng đường truyền nó chậm đó nên ảnh hưởng cái thời gian. Và chúng ta đến đây là giao lộ Cao Bá Nhẹ và Cống Quỳnh. Thẳng bên kia là Nguyễn Cư Trinh, và thẳng bên kia nữa đó là chợ Thái Bình. Và chúng ta thấy đây có một căn nhà rất là xưa nè. Căn nhà này số 19D Cống Quỳnh. Rồi chúng ta sẽ qua đường, qua đường để mình đi đến cung đường Cao Bá Nhẹ và mình đi cái hẻm 122, địa chỉ 122C Phát Diệm. Đối với con đường Cao Bá Nhẹ ngày nay thì không có dài, và những con hẻm thông ra Trần Đình Xu hình như bây giờ không có thông nữa. Và chúng ta nhìn qua ngôi nhà số 6 nè,
cũng là ngôi nhà của cô chú anh chị luôn nè. Nhưng mà Sài Gòn mới vừa mưa xong nên mình nhìn thấy những hình ảnh nó không được rõ nét lắm. À, chúng ta sẽ đi bên đường ha, để mình nhìn lại bên đây cho nó rõ hơn. Và ngay nhà này buổi sáng bán bún bò nè, nhà số 8. Và con đường này có rất là nhiều ngôi nhà xưa, và những ngôi nhà xưa này có lẽ cô chú anh chị cũng nhìn ra được. Nếu mà ngày xưa chúng ta có ở khu vực này và những ngôi nhà này vẫn như xưa ha. Đó, nhìn lại cung đường mình vừa đi qua lúc nãy nè, thẳng trên kia là cống Quỳnh đó. À, Sài Gòn hay bán bánh mì lắm. À, buổi tối thì bánh giò xôi cúc. Xế xế thế này thì bán bánh mì. À, buổi sáng thì bán sữa đậu nành, chè mè đen, chi mè phụ. À, bán xôi. Mình đi tới tí nữa thì có bệnh viện quận 1, cơ sở 1. À, và mình nhìn thấy có những cái nhà nằm trong mặt trong nè, là những nhà xây sau sẽ có kiến trúc nằm ở phần trong. Đó, mình nhìn lại cung đường cao mái nhà và cái bệnh viện quận 1. Ngày xưa thì cơ sở này nó nằm ở, bây giờ thì có một cơ sở khác nằm ở ngoài đường Trần Hưng Đạo đó, mới xây mới ở Trần Hưng Đạo, đối diện rạp Hưng Đạo. Đây là hẻm 34, hẻm 32 chứ, hẻm 32. Không biết hẻm nó có thông đến đường Phát Diệm hay không ha. Như theo được biết thì những hẻm này không còn thông ra nữa. Ở đây đường này nổi tiếng cái quán cái gì, bún đậu mắm tôm 46 Cao Bá Nhã đó, rất là đông các bạn trẻ lên ăn luôn nha. Nếu cô chú anh chị và các bạn nào thích cái món này thì đến cung đường này và chúng ta có cái món bún đậu mắm tôm. Đó, mình nhìn hình ảnh Sài Gòn sau cơn mưa rất là buồn. Nhìn khung cảnh nó xám xịt. Và trước mặt chúng ta đó là ngôi trường Cầu Kho, cũng là trường Trần Hưng Đạo ngày nay. Nếu mình quẹo trái là sẽ đi ra đường Trần Hưng Đạo này, ngay giao lộ Trần Hưng Đạo và Phát Diệm. Nơi đây có cái chung cư. Bây giờ mình nhìn chung cư nằm ngay mặt Trần Hưng Đạo, hôm nay mình nhìn ở cái mặt Cao Bá Nhã. Và mình sẽ đi qua bên kia đường để mình view lại cái cung đường Cao Bá Nhã này. Biết đâu trong những hình ảnh này chúng ta lại thấy được, gặp được những
người quen hoặc là khơi gợi một số ký ức về ngày xưa khi mà mình còn ở đây. Và thẳng cái đường này chúng ta sẽ đến ngôi chợ Sở Rác. Và buổi chiều thì chợ đó không có bán ha, chỉ có những hộ bán tạp hóa ở nhà thì ta bán thôi. Nhìn lại cái cổng trường nè, và cung đường này có rất là nhiều nhà xưa. Đây là số 116 rồi, mình đi tới tí nữa. Hẻm 122 nằm bên kia đường ha, và hẻm 85 bên cánh trái chúng ta đây. Bữa mình có đi vô rồi nè, bữa chúng ta có khám phá cái hẻm này rồi. Và hẻm này hẻm cùng thôi, rất là ít nhà, hẻm rất là yên tĩnh luôn. Hẻm này rất là có giá. Và chúng ta thấy ở đây là quán phở ở hẻm 118B, 118B Trần Đình Xu. Và có cô chú anh chị comment nhà của những nghệ sĩ nằm ở khu này, nghệ sĩ xưa. Thanh Nga, đúng rồi, nghệ sĩ Thanh Nga. Nhưng mà không biết căn nào đây. Và đây là hẻm 87. Một buổi chiều ta nhìn lại khung cảnh ngày xưa. Và đây là hẻm 122A nè. 122 ở đây rất là lớn. 122A, 122C, 122B. Rồi mình tới 122. Hẻm 122A. Đó. Và mình sẽ nhìn tới một tí nữa là 122B rồi. 122C là nhà Khôi. Khôi Nha. Nhà làm nha khoa đó. Và chúng ta sẽ qua đường và nhìn qua đối diện. Đó là bánh mì Liên Thái. Mình nhìn qua đối diện nè. Cái nhà bánh mì Liên Thái cũng rất là xưa rồi, rất là lâu rồi. Bán từ rất là cỡ khoảng mấy chục năm về trước. Và mình sẽ đi một vòng nữa ha, đến hẻm 122, hẻm 122. Để mình xem cái trong hẻm đó có gì ha. Hẻm đó sẽ thông ra Nguyễn Cư Trinh luôn. Hôm nay chúng ta sẽ đi dạo một vòng trong hẻm. Nhìn thẳng bên kia đó là hẻm Sở Rác. Có lẽ ngày xưa ở đầu hẻm là cái Sở Rác ha. Nhưng mà ngày nay thì không còn nữa, chỉ là địa danh thôi. Nhìn lại nhà ở đây bây giờ rất là khang trang nè. Kế bên có ủy ban phường, phường Nguyễn Cư Trinh đó. Rồi chúng ta sẽ đi vô cái hẻm 122. Hẻm 122 ngày xưa trong đây có cái nhà mai hướng mới nè.
Và trong hẻm này có một cái món rất là nổi tiếng, đó là chuối nướng. À, một số hình ảnh ở cung đường Cao Bá Nhạ và nhà 122C Trần Đình Xu gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta cùng khám phá và nhìn lại, hy vọng trong những hình ảnh này sẽ khơi gợi một số ký ức của ngày xưa của cô chú anh chị. Ở đây là 122-10 và nhà bán bánh chuối đây, chuối nếp nướng. Ngày xưa cô bán ngoài trường đường Trần Đình Xu đó. Ngày nay thì giờ vô hẻm rồi. Vào bên đây là bến xe, xe đi về Nha Trang. Xe Tâm Hạnh. Và chúng ta nhìn bên kia đó là khu Mã Lạng, hẻm 168. Và chắc chúng ta sẽ gặp nhau trong khu đó ha. Đi ra cổng Quỳnh luôn xem bên đó có cái quán phở Hùng. Để sẵn coi địa chỉ để cô chú anh chị mình có thể về Sài Gòn và đến Sài Gòn và ghé thưởng thức trong những địa điểm rất là ngon. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc bà con mình luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.